Của em tới đây là hết rồi, em xin nhường phần thuyết trình cho bạn tiếp theo ạ. Dạ. Em là Trọng Hùng, em xin phép thuyết trình phần tiếp theo là hiệu ứng tiếp thị cao cấp của dịch vụ chính là lợi nhuận. Ở phần này thì mình đi tìm hiểu hai nội dung chính, chính là tác động tấn công của tiếp thị dịch vụ thu hút khách hàng và tác động phòng thủ của tiếp thị dịch vụ giữ chân khách hàng. Làm ơn qua slide giúp mình với. Ở tác động tiếp thị tấn công của dịch vụ, chất lượng dịch vụ có thể giúp công ty thu hút ngày càng nhiều khách hàng tốt hơn đến với doanh nghiệp thông qua các hoạt động tiếp thị tấn công. Các hoạt động tiếp thị tấn công sẽ thể hiện trong hình 16.2. Năm ơi, xuống slide. Khi mà dịch vụ tốt thì một công ty sẽ đạt được danh tiếng tích cực. Thông qua danh tiếng đó thì công ty sẽ có thị phần cao hơn và khả năng tính phí dịch vụ cao hơn đối với đối thủ cạnh tranh, từ đó đem lại nguồn lợi nhuận lớn. Năm ơi. Tiếp theo phần 2 là tác động phòng thủ của tiếp thị dịch vụ. Khi nói đến việc giữ chân khách hàng, một công ty có sẵn một cách tiếp cận được gọi là tiếp thị phòng thủ. Các nhà nghiên cứu, các công ty tư vấn đã có trong 20 năm qua ghi chép về định lượng tác động tài chính của khách hàng hiện tại. Ở hình 16.3 thì mình có là tiếp thị phòng thủ ảnh hưởng tới dịch vụ đối với lợi nhuận là dịch vụ. Khi mà giữ chân khách hàng thì mình sẽ được chi phí thấp thấp hơn, khối lượng mua hàng sẽ cao hơn, giá bán phần thưởng cao hơn và từ đó mang lại hiệu ứng truyền thông truyền miệng và cuối cùng mang lợi nhuận lại cho công ty. Khi mà việc giữ chân khách hàng cũ, theo một nghiên cứu của Cục Quản lý các doanh nghiệp nhỏ cùng với Phòng Thương mại Hoa Kỳ cho rằng chi phí để có một khách hàng mới cao gấp 5 tới 7 lần so với việc duy trì một khách hàng đang hiện có. Con số này vẫn không ngừng tăng lên, trở thành động cơ quan trọng đòi hỏi các doanh nghiệp phải có quy mô phân bổ kinh phí của mình để giữ chân các khách hàng cũ. Họ cũng tuyên bố cứ rằng tỷ lệ duy trì khách hàng tăng lên 5% thì tăng lợi nhuận đến 25% tới 95%. Khi mà việc giữ chân khách hàng thì cũng đồng thời tăng khối lượng mua hàng tăng lên. Những khách hàng hài lòng với dịch vụ của công ty thì họ sẽ tăng số lượng mua hàng về dịch vụ của công ty đó. Ví dụ như một khách hàng chẳng hạn như hài lòng về dịch vụ, một nhà môi giới có khả năng sẽ đầu tư nhiều hơn khi trở nên khả dụng. Tương tự một khách hàng hài lòng với dịch vụ của ngân hàng thì có khả năng mở thêm tài khoản tiết kiệm hay là sử dụng các dịch vụ cho vay của ngân hàng. Lâm ơi. Thì giá cao cấp, việc giữ chân của khách hàng thì cũng đồng thời với tăng giá bán được các sản phẩm cho công ty đó. Mình nói về giá cao cấp thì hầu hết các công ty dẫn đầu về chất lượng dịch vụ trong ngành đều đặt giá cao hơn đối thủ cạnh tranh. Mình có một ví dụ ở ngoài như là đồng hồ Rolex thì được bán với giá 10.000 đô la, trong khi một cái đồng hồ bình thường của hãng khác thì chỉ bán với được 100 hay 10 đô la. Điều đó đến từ việc giữ chân khách hàng cũ ảnh hưởng tới giá cao cấp. Giá cao cấp này sử dụng được hiệu quả khi nó mang lại tính độc đáo, sản phẩm cao cấp và kiểu như sản xuất hạn chế. Việc giữ chân khách hàng cũ cũng ảnh hưởng tới tới việc giao tiếp truyền thông truyền miệng. Khi mà mình giữ chân được khách hàng cũ á, thì phương pháp truyền miệng nó sẽ giúp công ty hay doanh nghiệp tiết kiệm được nhiều chi phí hơn, từ đó mang lại lợi nhuận từ nhiều khách hàng mới. Giao tiếp truyền miệng được coi là đáng tin cậy hơn các nguồn thông tin. Các loại hình khuyến mại tốt nhất của một dịch vụ có thể đến từ những khách hàng khác ủng hộ các dịch vụ do công ty.
Ở đây mình có một ví dụ điển hình như là của hình thức marketing của hãng Microsoft. Thì Microsoft đã khuyến khích nhân viên của mình rằng viết blog để ghi lại những cái công việc hàng ngày ở công ty, giới thiệu những sản phẩm công nghệ mà họ sáng tạo hay chính đời sống và gia đình của họ. Từ những cái Excuse me, boss. từ những cái blog của những người trong công ty này thì đã lan tỏa tới ảnh hưởng tới những khách hàng mới, từ đó mang lại một nguồn lợi nhuận mới cho công ty. Dạ, phần thuyết trình của em tới đây là hết, em xin phép nhường cho bạn tiếp theo ạ. Chào thầy và các bạn, thì em tên là Ngọc Quỳnh và sau đây em sẽ trình bày ảnh hưởng của dịch vụ đối với ý định hành vi mua. Thì mở đầu chúng ta sẽ tìm hiểu chất lượng dịch vụ và giá trị kinh tế của khách hàng, những điều doanh nghiệp cần phải biết. Vậy đầu tiên thì mình cần tìm hiểu là chất lượng dịch vụ là gì. Thì đây là một khái niệm gây khá là nhiều tranh cãi bởi vì các nhà nghiên cứu gặp nhiều khó khăn trong việc định nghĩa cái trong việc định nghĩa và đo lường chất lượng dịch vụ. Định nghĩa phổ biến nhất thì cho là chất lượng dịch vụ là kết quả của một quá trình đánh giá khi khách hàng dựa trên so sánh dịch vụ thực sự mà khách hàng đã nhận được với sự mong đợi của họ. Nói dễ hiểu hơn thì có nghĩa là mọi khách hàng thì họ đều có một cái kỳ vọng về cái dịch vụ mà họ muốn nhận được khi mà họ đến một nhà hàng hoặc là một cái cửa hàng nào đó. Thì cái chất lượng dịch vụ đo lường cái mức độ tốt của cái dịch vụ đó so với cái sự mong đợi của khách hàng đó. Doanh nghiệp mà đáp ứng được mong đợi hoặc là vượt quá mong đợi thì được coi là có chất lượng dịch vụ cao. Tiếp theo, trong phần này chúng ta có 5 chủ đề. Đầu tiên là chất lượng dịch vụ và lợi nhuận có mối quan hệ trực tiếp. Thì trong cái chủ đề này đã có một số câu hỏi được đặt ra như là mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và lợi nhuận thay đổi như thế nào và tại sao, theo ngành, theo quốc gia, các loại hình kinh doanh, hoặc các biến số khác, điều này ngụ ý gì đối với việc đầu tư vào chất lượng dịch vụ. Tiếp theo là mức chi tiêu tối ưu cho dịch vụ vụ để ảnh hưởng đến lợi nhuận là bao nhiêu. Với cái chủ đề thứ hai đó là các tác động khó chịu của chất lượng dịch vụ thì có câu hỏi như là số tiền chi tiêu túi tối ưu cho chất lượng dịch vụ là bao nhiêu để mà doanh nghiệp có thể thu được lợi nhuận. Chủ đề tiếp theo nữa là nhận thức là tác dụng bảo vệ của chất lượng dịch vụ thì có cái câu hỏi như là khách hàng trung thành là gì, vai trò của dịch vụ trong marketing phòng thủ, những khía cạnh nào của dịch vụ là quan trọng nhất để giữ chân khách hàng. Và chủ đề tiếp theo nữa là nhận thức về dịch vụ chất lượng và cuối cùng là phần trăm xác định cái động lực chính của chất lượng dịch vụ, khách hàng giữ chung và dịch vụ. Thì đó là những cái chủ đề và những cái câu hỏi được đặt ra cho chất lượng dịch vụ. Trong phần tiếp theo đó là khách hàng. Lâm ơi qua slide. Phần tiếp theo là khách hàng quan tâm về chất lượng dịch vụ và quan tâm mua hàng. Thì trong chương 4 thì mình đã đi tìm hiểu về mối quan hệ giữa sự hài lòng của khách hàng với chất lượng dịch vụ và sự gia tăng mua hàng. Thì trong cái phần này chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn bằng cách chỉ ra các nghiên cứu và các bằng chứng thực nghiệm. Cụ thể hơn thì các nhà nghiên cứu tại Xerox đã đưa ra một cái nhìn sâu sắc về mối quan hệ giữa sự hài lòng và ý định mua hàng của khách hàng. Thì trên 10 nghiên cứu với hơn 8.000 khách hàng trên toàn thế giới thì kết quả giống như hình 16.4 dưới đây. Là top box ý định mua lại và ý định giới thiệu thì các khách hàng đều có sự hài lòng khác nhau đối với một sản phẩm hoặc là một dịch vụ mà của một công ty hoặc doanh nghiệp mà họ trải nghiệm. Thì cụ thể ở đây mình lấy ví dụ đó là sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ của một doanh nghiệp XYZ. Thì như trong hình các bạn đã thấy ở hộp trên cùng, phần trăm khách hàng hài lòng
với dịch vụ là 64%, thì nó chiếm một phần khá là lớn. Và khi khách hàng hài lòng với cái dịch vụ mà mình trải nghiệm thì tới 96% khách hàng sẽ chọn mua lại, và 91% khách hàng sẽ chọn giới thiệu dịch vụ của cái doanh nghiệp này. Còn đối với hộp thứ hai thì khách hàng cảm thấy dịch vụ này tạm ổn, có thể chấp nhận được thì chiếm 29%, và phần trăm mua lại sản phẩm đã giảm 44 điểm so với hộp 1 là chỉ còn 52%. Bên cạnh đó thì chỉ có 36% khách hàng chọn giới thiệu XYZ là giảm tới 55 điểm so với hộp trên cùng. Ở hộp cuối cùng thì là hộp chỉ số phần trăm khách hàng trung lập hoặc là rất không hài lòng với dịch vụ của doanh nghiệp này, thì chỉ 7% khách hàng lựa chọn sẽ mua lại từ XYZ và chỉ 4% chọn giới thiệu doanh nghiệp này. Và đó là cái ví dụ là cho ta thấy được sự hài lòng của khách hàng và nhận thức về chất lượng dịch vụ ảnh hưởng đến ý định tiêu dùng và ý định giới thiệu của khách hàng. Những nghiên cứu này thì mang lại rất rất là nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và công ty, thì để các doanh nghiệp và công ty có thể thay đổi và cải thiện để cho họ tốt hơn trong mắt khách hàng, họ tăng sự tin dùng của khách hàng và tăng được doanh thu. Thì tiếp theo mình sẽ đến với hình 16.5. Dịch vụ sẽ có tác động đến ý định hành vi, và khi đã có ý định thì việc giữ chân khách hàng bằng cách với như các sản phẩm giá rẻ, khối lượng mua hàng cao, giá cả cao cấp và bằng cách truyền miệng, thì những yếu tố trên dẫn đến giao dịch ký quỹ và sinh ra lợi nhuận. Bên cạnh đó thì ý định hành vi cũng dẫn đến bán hàng rồi sinh ra lợi nhuận. Phần trình bày của em đến đây là hết. Em xin nhường phần thuyết trình cho bạn tiếp theo ạ. Xin chào thầy và các bạn. Em tên là Vương Yến Vương và sau đây em xin được thuyết trình phần tiếp theo, đó là các động lực chính của chất lượng dịch vụ, giữ chân khách hàng và lợi nhuận. Thì để hiểu được mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ tổng thể và lợi nhuận là rất quan trọng, nhưng có lẽ hữu ích hơn cho các nhà quản lý để xác định các trình điều khiển cụ thể. Về chất lượng dịch vụ liên quan nhiều nhất đến lợi nhuận được thể hiện trong sơ đồ trên đây. Thì đầu tiên là gặp gỡ dịch vụ, hay có thể nói là sự tương tác của khách hàng đối với một dịch vụ nào đó, ví dụ như là dịch vụ spa cắt tóc. Sau khi tương tác với dịch vụ thì khách hàng sẽ đánh giá chất lượng của dịch vụ đó ở mức nào, ví dụ như là dịch vụ đó tốt hay xấu, khách hàng cảm thấy hài lòng hay là không hài lòng. Thì từ những đánh giá đó thì họ sẽ đưa ra những ý định về hành vi, như họ có muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ hay là rời đi. Thì dựa trên những ý định hành vi của khách hàng thì doanh nghiệp sẽ đưa ra những biện pháp chiến lược để giữ chân khách hàng, hoặc là họ sẽ khắc phục những lỗi sự cố để giữ chân khách hàng nếu có lỗi dịch vụ xảy ra. Khi đã giữ chân được khách hàng thì họ sẽ có được những lợi nhuận từ những khách hàng đó. Thì từ sơ đồ trên mình xin phép lấy một ví dụ về dịch vụ bán hàng. Một người mẹ đã đưa con mình đi mua sắm chưa lắm ơi. Một người mẹ đã đưa con mình đi mua sắm tại cửa hàng bán đồ trẻ em. Tại đó, người mẹ đã được một nhân viên bán hàng giúp đỡ cô ấy chọn và thử những đôi vớ khác nhau cho lũ trẻ. Trong lúc đó, thì lúc đang thử vớ thì người bán hàng nhận thấy là chân con trai của cô ấy đang ướt đẫm mồ hôi. Người bán hàng đã hỏi là chị đang dùng loại vớ gì cho bé vậy? Người mẹ trả lời là cô ấy chỉ đang sử dụng loại vớ cô tông tiêu chuẩn. Người bán hàng ngay lập tức đã gợi ý loại vớ bằng chất liệu bông cô tông sẽ giúp thấm hút mồ hôi tốt hơn, nó sẽ phù hợp cho chân của bé khi thường xuyên ra mồ hôi ướt đẫm. Cuối cùng thì người mẹ đã rất hài lòng và mua thêm vài đôi vớ bằng chất liệu mà người bán hàng đã tư vấn. Thì điều đó cho thấy nhân viên bán hàng này không chỉ thành công trong việc up sale mà còn thành công trong việc tạo dựng một dịch vụ khách hàng tốt nhất, đem lại trải nghiệm hài lòng khi mua sắm cho khách hàng. Và dịch vụ ở đây cũng đã giữ chân được khách hàng thông qua việc đào tạo nhân viên sale tư vấn đúng cách, từ đó mang lại lợi nhuận cho công ty. Tiếp theo chúng ta sẽ tới với phần đo lường hiệu suất phi tài chính hiệu quả. Thì việc lựa chọn cách thước đo hiệu suất là một thách thức. Hệ thống đo lường hiệu suất đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển chiến lược, đánh giá việc đạt được các mục tiêu của tổ chức và bồi thường cho các nhà quản lý. Tuy nhiên, nhiều nhà quản lý cảm thấy các hệ thống định hướng tài chính truyền thống không còn là hoạt động hiệu quả nữa. Một cuộc khảo sát gần đây về các công ty dịch vụ tài chính của Mỹ cho thấy hầu hết không hài lòng với hệ thống đo lường của họ. Họ tin rằng
chung quá nhiều vào các thước đo tài chính như thu nhập và lợi nhuận kế toán, và ít chú trọng đến các yếu tố thúc đẩy giá trị như sự hài lòng của khách hàng và nhân viên, sự đổi mới và chất lượng. Đáp lại thì các công ty đang triển khai các hệ thống đo lường hiệu suất mới, ví dụ như là 1/3 các công ty dịch vụ tài chính đã thực hiện một thay đổi lớn trong hệ thống đo lường hiệu quả hoạt động của họ trong 2 năm qua, và có 39% có kế hoạch thay đổi lớn trong vòng 2 năm. Những bất cập trong các thước đo hiệu quả tài chính đã dẫn đến những đổi mới từ các chỉ số phi tài chính về tài sản vô hình về vốn trí tuệ đã sang thẻ điểm cân bằng của các thước đo tài chính và phi tài chính tổng hợp. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu cách phát triển và phân tích các thước đo hiệu suất phi tài chính hiệu quả bằng cách sử dụng thẻ điểm cân bằng. Thì thẻ điểm cân bằng hay được gọi là BSC với 4 phương diện gồm tài chính, khách hàng, quy trình, học hỏi và phát triển, giúp xác lập hệ thống chỉ tiêu tài chính và phi tài chính. Hệ thống chỉ tiêu đo lường được xây dựng từ cấp công ty rồi phân bổ xuống từng bộ phận và cá nhân, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, trọng tâm của bộ phận đó. Thẻ điểm cân bằng cho phép các nhà quản lý nhìn nhận doanh nghiệp từ 4 khía cạnh quan trọng. Nó cung cấp câu trả lời cho 4 câu hỏi cơ bản, như là làm thế nào để khách hàng nhìn thấy chúng tôi theo góc nhìn của khách hàng? Chúng ta phải xuất sắc ở điểm nào theo góc nhìn của công ty về phía nội bộ? Chúng ta có thể tiếp tục cải thiện và tạo ra giá trị không để đổi mới và học tập thêm nhiều quan điểm khác. Chúng ta nhìn vào các cổ đông như thế nào theo quan điểm về tài chính? Thì trong khi cung cấp cho các nhà quản lý cấp cao thông tin từ 4 khía cạnh khác nhau, thì thẻ điểm cân bằng giảm thiểu tình trạng quá tải thông tin bằng cách giới hạn số lượng các biện pháp được sử dụng. Sau đây trên màn hình là một ví dụ về thẻ điểm cân bằng. Đối với các biện pháp tài chính thì các mục tiêu và kết quả tài chính được đo lường bằng các thước đo với hệ thống các chỉ tiêu cụ thể như lợi nhuận, doanh thu, vốn dòng tiền hoạt động và hệ số vòng quay, hàng tồn kho, vân vân. Về quan điểm khách hàng thì tỷ lệ chuyển đổi là có nghĩa là phần trăm tương tác dẫn đến khách hàng. Tỷ lệ giữa chân là phần người tiêu dùng vẫn là khách hàng trong toàn bộ thời gian. Về số lượng liên hệ theo kênh là số lượng yêu cầu hỗ trợ qua điện thoại và email. Điều này cho phép dịch vụ không chỉ so sánh phương pháp nào mà khách hàng thích mà còn theo dõi số lượng yêu cầu hỗ trợ khách hàng hàng tháng. Chỉ số hài lòng của khách hàng là đánh giá mức độ thành công của công ty trong việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Về điểm người bao gồm thì khả năng khách hàng hiểu thương hiệu cho thương hiệu dịch vụ cho người khác. Về những quy trình nội bộ hay là tìm kiếm khách hàng tiềm năng là tỷ lệ đúng giờ hay là tỷ lệ phần trăm thời gian dịch vụ được đáp ứng theo kịp thời theo lịch trình. Đối với quan điểm đổi mới học tập thì tỷ lệ cạnh tranh lương, tỷ lệ năng suất của nhân viên, ví dụ như hiệu quả của lực lượng lao động được đo lường theo thời gian tuyển dụng trung bình, hiệu quả của quá trình tuyển dụng được đo lường bằng thời gian tuyển dụng, phỏng vấn và tuyển dụng, vân vân. Phần thuyết trình cũng mình đến đây là hết và mình xin nhường phần tiếp theo cho bạn Nhật Lệ. Dạ, chào thầy và các bạn, em tên là Nhật Lệ, em sẽ tiếp tục phần thuyết trình của nhóm. Làm mời qua slide đi Lâm. Chất lượng dịch vụ chính là lợi nhuận, thì đối với việc cung cấp và vận hành các mạng dịch vụ đến với khách hàng thì chất lượng dịch vụ sẽ mang lại quyết định lợi nhuận cho doanh nghiệp, và đây là mối quan hệ tỷ lệ thuận. Khi chất lượng dịch vụ tốt thì chắc chắn sẽ mang lại thu nhập và lợi nhuận cho doanh nghiệp và ngược lại. Thì để hiểu rõ hơn về quan hệ này thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu qua sơ đồ sau. Ở đây thì dịch vụ thì có thể hiểu là mức độ hài lòng của khách hàng trong quá trình tiêu dùng, là dịch vụ tổng thể của doanh nghiệp mang lại chuỗi lợi ích và thỏa mãn đầy đủ mong đợi của khách hàng đối với thỏa mãn nhu cầu của khách hàng tương xứng với chi phí mà khách hàng phải thanh toán. Chiến lược phòng thủ là đề cập đến các hành động của một thương hiệu, đặc biệt là thương hiệu dẫn đầu thị trường, nhằm bảo vệ thị phần lợi nhuận hoặc là định vị của sản phẩm của mình trong một đối thủ mới. Mục đích của chiến lược phòng thủ là giảm thiểu khả năng bị tấn công,
chuyển hướng sang các cuộc tấn công khác ít bị đa dạng hơn. Chính vì vậy thì việc giữ chân khách hàng lại là rất quan trọng. Việc giữ chân khách hàng ở đây là nhằm giảm số lượng khách hàng từ bỏ. Có bốn cách chính để giữ chân khách hàng. Thứ nhất là chi phí thấp, thứ hai là khối lượng mua hàng, thứ ba là giá bán phần thưởng, thứ ba bốn là truyền miệng. Chi phí thấp thì giúp giảm giá thành sản phẩm. Khối lượng mua hàng lớn thì có thể tạo ra một sự uy tín nhất định, có thể giảm giá thành và chuyên môn hóa. Giá cao thì giá bán phần thưởng là nhắm đến các khách hàng tầm cao. Đối với những sản phẩm xa xỉ hay là limited, lời truyền miệng thì là một trong những cách tiếp thị tốt. Khi sáp nhập những yếu tố này một cách thành công thì sẽ tạo ra lợi nhuận nhất định cho công ty. Dịch vụ ở đây còn ở phi chiến lược tiếp thị tấn công. Đây thì là một tiếp thị công kích xảy ra khi một thương hiệu tấn công vào điểm yếu của đối thủ cạnh tranh, trong khi làm nổi bật các điểm mạnh của họ. Có thể sử dụng những biện pháp là nhắm đến thị phần, nâng cao danh tiếng và giá bán phần thưởng. Nhắm đến thị phần thì nhằm để gia tăng thị phần, nâng cao danh tiếng, thì khi một dịch vụ tốt thì một công ty sẽ đạt được danh tiếng tích cực. Khi kết hợp những điểm này hoặc là lựa chọn một hình thức để theo đuổi thì việc bán hàng sẽ trở nên hiệu quả hơn và tạo ra lợi nhuận cho công ty. Ví dụ như là công nghệ spotlight gần gũi với đời sống hàng ngày, như là áp dụng công nghệ thông minh vào đời sống so với dịch vụ cũ, như là các máy cà phê pha tự động với các tính năng hiện tại phục vụ các yêu cầu của từng khách hàng, như là ít đá, độ độ nóng lạnh, độ đậm, nhạt, được đặt tặng các nhà xe hoặc là sân bay. Các máy bán nước tự động được đặt ở các quán ăn, trường học hay là bệnh viện. Tiếp theo là các máy nộp tiền và rút tiền tự động. Trước khi kết thúc chương này thì mình có một phần tổng kết ngắn để cùng các bạn xem lại bài học ngày hôm nay. Tóm tắt chương này thì gồm có 5 phần. Thứ nhất là mối quan hệ trực tiếp giữa dịch vụ và lợi nhuận. Thứ hai là tác động tấn công về chất lượng dịch vụ. Thứ ba là tác động phòng thủ về chất lượng dịch vụ và khả năng giữ chân khách hàng hiện tại. Thứ tư là mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và ý định mua hàng. Thứ năm là động lực chính về chất lượng dịch vụ và sự thu hút khách hàng và lợi nhuận. Dạ, phần thuyết trình của nhóm em đến đây là kết thúc. Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe. Ok, cảm ơn phần trình bày của nhóm về cái chương cuối cùng, một cái chương để giúp cho các bạn có một cái nhìn nhận lại về các cái vấn đề liên quan đến tài chính, liên quan đến hiệu quả kinh tế của một cái chất lượng dịch vụ khi mà nó được thực thi, được chuyển giao một cách tốt đẹp đến với khách hàng. Thì như các bạn biết rằng rằng là với cái việc mà chúng ta làm các cái dịch vụ tốt, đúng không? Thì nó sẽ mang đến những cái hiệu quả về mặt doanh số, hiệu quả về mặt lợi nhuận cho doanh nghiệp. Thì những cái điều này đã được cả nhóm trình bày và thể hiện thông qua một số các cái mô hình. Thực ra những cái mô hình đó chính là những cái nghiên cứu đã được đúc kết tổng hợp lại để từ đó thì giúp cho chúng ta có thêm những cái luận điểm, thêm những cái cơ sở để từ đó thì chúng ta sẽ có những cái sự tin tưởng hơn trong cái việc làm nào đó để mình mang đến cho khách hàng một cái chất lượng dịch vụ tốt nhất, và qua đó thì nó sẽ mang đến những cái hiệu quả về mặt tài chính, về mặt kinh tế cho cái tổ chức của chúng ta. Thì bản chất của cái chương này nó là như vậy, và nhóm cũng đã trình bày một số các cái vấn đề. Thì bây giờ các bạn có câu hỏi gì thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi cho cái phần trình bày vừa rồi. Xin mời bạn Trần Thị Mỹ Duyên. À, dạ chào thầy, em là Mỹ Duyên, em đến từ nhóm Di và em có một câu hỏi dành cho nhóm bạn là làm cách nào để mà cải thiện cái sự hài lòng của khách hàng đối với những khách hàng trung lập hoặc là đối với những khách hàng không hài lòng? À, em xin hết ạ. Rồi, đã rõ câu hỏi của bạn Duyên chưa?
Dạ rồi ạ. Rồi, mời bạn là Ngân. Bạn Thanh Ngân. Dạ, xin chào thầy và các bạn ạ. Em tên là Thanh Ngân và em đến từ nhóm G. Thì hồi nãy nhóm bạn có nói về các thẻ điểm cân bằng ạ. Và em xin hỏi vậy, lợi ích của các thẻ điểm cân bằng này là gì ạ? Ok, giải thích một chút xíu về thẻ điểm cân bằng. Rồi, có câu hỏi nào nữa không các bạn? Ok, nếu không có câu hỏi nào nữa thì nhóm sẽ suy nghĩ và trả lời cho hai câu hỏi vừa rồi. Vương Yến Phương và em xin phép trả lời câu hỏi của bạn Thanh Ngân là các lợi ích của thẻ điểm cân bằng là gì? Thì okay. Có rất nhiều lợi ích khi sử dụng thẻ điểm. Đó là những lợi thế quan trọng nhất bao gồm khả năng đưa thông tin vào một báo cáo duy nhất, có thể tiết kiệm thời gian, tiền bạc và tài nguyên. Nó cũng cho phép các công ty theo dõi hiệu suất của họ trong dịch vụ và chất lượng ngoài việc theo dõi dữ liệu tài chính của họ. Thẻ điểm cũng cho phép các công ty nhận ra và giảm bớt sự kém hiệu quả của công ty. Ok. Bạn đặt câu hỏi có cần gì cần trao đổi thêm không? Dạ không thầy, em cảm ơn câu trả lời của nhóm bạn. Ra cái thẻ điểm cân bằng này nó ứng dụng ở trong rất là nhiều lĩnh vực. Mà một trong những cái mà có lẽ các bạn đã làm quen đó là trong môn kế toán quản trị này, ta cũng làm quen với thẻ điểm cân bằng này, VSC đúng không? Rồi trong các cái môn học khác, nhân sự cũng có, chiến lược cũng có, chúng ta đều xây dựng những cái thẻ điểm cân bằng này trên cái đấy, để tức là mình sẽ bản chất nó chính là mình lượng hóa và mình chấm điểm của nó, để từ đó thì mình đánh giá xem thử rằng là mức độ hoàn thành nó như thế nào, đúng không? Rồi câu hỏi thứ hai. Dạ em chào thầy, em là Ngọc Quỳnh và em xin trả lời câu hỏi của bạn Mỹ Duyên ạ, là làm cách nào để cải thiện sự hài lòng của khách hàng đối với những khách hàng trung lập hoặc là những khách hàng không hài lòng. Thì đầu tiên chúng ta phải tìm hiểu rằng là khách hàng đó họ không hài lòng và hài lòng ở điểm nào, và sau đó chúng ta sẽ tổng hợp các ý kiến đó và đưa ra phương pháp giải quyết vấn đề một cách hiệu quả và ít tốn chi phí. Thì bên cạnh đó thì chúng ta phải đối xử và quan tâm khách hàng, cảm ơn sự góp ý của họ, cho họ cảm giác là họ đang được quan tâm, và mình phải tiếp tục đo lường sự hài lòng của họ trong một khoảng thời gian nhất định nào đó. Thì theo thống kê mà em đã tìm hiểu thì khoảng 48% khách hàng mong đợi được giải quyết vấn đề mà họ mắc phải, và để từ đó thì họ sẽ tiếp tục ủng hộ mình và họ sẽ trở thành một khách hàng trung thành. Vậy nên đó, tóm lại thì phải xây dựng được lòng tin đối với khách hàng và phải giải quyết được những vấn đề mà họ mắc phải một cách khéo léo. Thì không biết câu trả lời của mình đã theo bạn Duyên thì như thế nào ạ? Mình đồng ý với câu trả lời của bạn. Ok, như vậy là tạm thời chúng ta đã kết thúc cái phần trình bày của các nhóm về các cái chương. Và với cái chương này thì các bạn cũng có tiếp cận thêm với những cái kiến thức rất là chung, ví dụ như là những kiến thức liên quan đến tài sản, về cái giá trị của khách hàng, giá trị về liên quan thương hiệu, liên quan đến mối quan hệ, vân 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 vân. Và chốt lại ở trong cái chương này ở đây đó là gì? Sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ thì nó sẽ mang đến cái lợi nhuận, giống như trong cái triết lý của marketing là gì? Bản chất của marketing tức là chúng ta tạo ra các cái giá trị và vượt trội để mà mang đến cái sự thỏa mãn cho khách hàng. Và khi làm điều đấy tốt thì quay trở lại khách hàng đó, chính những cái sự hài lòng đấy của khách hàng nó sẽ mang đến cho chúng ta cái lợi nhuận tương lai. Thì đấy là bản chất của marketing. Thì cái chương này nó cũng đã khép lại cho toàn bộ 16 chương mà tất cả các nhóm đã trình bày. Về cơ bản thì các bạn cũng đã
được tiếp cận với những cái tài liệu và sau đó thì các bạn sẽ đọc, dịch và cùng nhau trình bày. Thì trong quá trình trình bày thì các bạn cũng đã có được, nhiều nhóm đã có những cái sự chuẩn bị khá là tốt, đúng không nào? Tuy nhiên thì cũng có những nhóm, những cái phần trình bày thì nó còn có thiếu cái sự đồng đều giữa các thành viên, cũng như là có những nhóm thì cái phần dịch thì các bạn còn phụ thuộc quá nhiều vào cái Google Translate hoặc một số các cái phần mềm dịch mà thiếu mất đi là cái sự chỉnh chu của mình. Chính vì lẽ đó thì các nhóm sẽ phải rà soát lại các cái bài dịch của mình theo một cách chỉnh chu hơn, dựa trên những cái feedback, dựa trên những cái phản hồi cho từng nhóm thầy đã gửi. Những nhóm nào thầy chưa gửi thì các bạn cũng sẽ xem lại để rà soát lại. Trên cái tinh thần thứ nhất là phải có cái phần mục lục, thứ hai là các cái quy định về phông chữ thì thầy sẽ gửi lại cho các bạn. Thứ ba là không có dịch theo dạng là word by word mà các bạn phải đọc, dịch, hiểu theo từng cái đoạn, từng cái cụm để từ đó thì giúp cho các bạn có những cái cách thể hiện theo cái ngôn từ của mình nó rõ hơn. Và trên tinh thần đấy thì các bạn sẽ phải hoàn chỉnh lại. Và đến thời điểm hiện tại thì chúng ta về cơ bản đã hoàn thành xong cái phần trình bày của các chương. Thì các bạn tuần này thì chúng ta sẽ có thêm một cái buổi nữa, và sau khi kết thúc tuần này thì chúng ta còn 3 buổi. Trong 3 buổi đấy thì thầy dự kiến sẽ có khoảng 1 đến 2 buổi là sẽ có guest speaker, sẽ mời một cái chuyên gia về marketing trong cái lĩnh vực về nông nghiệp và dịch vụ cà phê đến để chia sẻ với các bạn. Ban đầu thì sẽ có cái thiết kế là cho các bạn sẽ đến trải nghiệm về cái không gian dịch vụ tại những cái địa điểm mà chuyên gia này đang hoạt động. Tuy nhiên thì vì cái dịch bệnh như vậy thì những cái kế hoạch, những cái dự định của chúng ta nó bị phá sản, chúng ta phải thay đổi. Để chuyến này đó thì anh sẽ nói chuyện với các bạn thông qua online. Để thì lịch thì thầy sẽ báo lại cho các bạn trong tuần này. Về chúng ta cũng sẽ có một đến hai buổi là sẽ cùng ngồi lại để mà review lại cái bài dịch của các bạn cho ở trên cái thông qua cái bài huộc của các bạn, những phần nào cần chỉnh sửa, những phần nào cần edit lại sau khi mà các bạn gửi lại, chỉnh sửa lại cho thầy. Thì tức là trong tuần này các bạn sẽ ngồi xem xét và hoàn thiện lại. Và qua tuần sau thì chúng ta sẽ làm những cái công việc đấy để kết thúc cho cái môn học này. Thì chúng ta chỉ còn 3 buổi nữa thôi. Mỗi buổi đâu đó khoảng 3 tiết nữa là chúng ta sẽ kết thúc. Riêng hai nhóm nhiệm vụ của hai cái nhóm mà không có dịch đó, thì thầy sẽ phân ra nhiệm vụ của nhóm 1 là sẽ review lại những cái bài của từ nhóm 1 đến của từ chương 1 đến chương 8. Và nhóm 2 thì sẽ review lại từ chương 8 đến chương 16. Bên cạnh các bạn review rồi, thầy review rồi thì các bạn cũng sẽ xem và review lại từ nội dung đến hình thức, để rồi chúng ta sẽ có những cái góp ý và comment, và sau đó chúng ta sẽ có một cái tài liệu hoàn chỉnh của lớp mình để các bạn cùng nhau tham khảo và phục vụ thêm cho cái quá trình mà học và gọi là làm việc cũng như là những cái tham khảo sau này của các bạn. Đồng thời thì chúng ta cũng sẽ còn một cái bài test cuối cùng trong cái tuần tới để review lại, để một cái bài test cuối cùng để mà review lại tất cả 18 chương dựa trên cái sự tổng hợp của những cái phần hỏi, câu hỏi mà các bạn đã làm từ bài test 1 cho đến bài test 8 hôm nay. Thì cái bài test đó thì cái thời lượng nó sẽ dài hơn, ta sẽ làm trong vòng khoảng 90 phút và cái số lượng câu hỏi thì nó cũng nhiều hơn, khoảng 90 đến 120 phút. Thì các bạn cũng sẽ xem lại thì sau cái hôm nay đó, thì các bạn về xem lại tất cả những cái nội dung của 16 chương đó để tuần sau thì chúng ta sẽ có cái bài test này.